Chào mừng các em đến với kênh Thầy Liêm. Hôm nay cô mời các em cùng theo dõi môn ngữ văn lớp 6 tóm tắt bài 6 trang 13 thực hành tiếng Việt. Dấu câu số 1 nhỏ. Đọc lại đoạn văn sau trong truyện Sơn Tinh Thủy Tinh. Một người ở vùng núi, tản viên có tài lạ, vẫy tay về phía đông nổi cồn bãi. Vẫy tay về phía tây mọc lên từng dãy núi đồi. Người ta gọi chàng là Sơn Tinh. Một người ở miền biển tài năng cũng không kém, gọi gió gió đến, hô mưa mưa về, người ta gọi chàng là Thủy Tinh. Tìm và cho biết công dụng của dấu chấm phẩy trong đoạn văn. Như vậy chúng ta đọc kỹ đoạn văn, tìm câu có dấu chấm phẩy và cho biết công dụng của dấu chấm phẩy này. Như vậy, các câu có sử dụng dấu chấm phẩy là: một người ở vùng núi tản viên có tài lạ, vẫy tay về phía đông nổi cồn bãi, vẫy tay về phía tây mọc lên từng dãy núi đồi. Một người ở miền biển tài năng cũng không kém, gọi gió gió đến, hô mưa mưa về. Tác dụng của dấu chấm phẩy trong hai câu này đó là dùng để đánh dấu ranh giới giữa các vế của câu ghép. Tiếp theo số 2 nhỏ, viết đoạn văn khoảng 5 đến 7 câu có dùng dấu chấm phẩy. Ví dụ đoạn văn: đến Huế thật là may mắn khi được nghe những điệu hò điệu lý ngay trong một con thuyền bồng bềnh trên sông Hương. Huế là quê hương của hò đói đáp, hò giã gạo, hò xây lúa, hò ru em. Huế cũng là nơi có nhiều điệu lý con sáo, lý hoài xuân, lý hoài nam, và rất nhiều làn điệu dân ca khác như Nam Bình, Nam Ai, Nam Xuân, Tương Tư Khúc. Trong âm điệu của ca Huế có biết bao nhiêu là ý tình của người dân cố đô. Có bài sôi nổi tươi vui, có bài bâng khuâng tha thiết, lại cũng có bài nghe như tiếc thương, ai oán. Có lẽ vì thế mà có người nói rằng đến Huế mà không nghe ca Huế thì cũng là chưa biết gì về Huế. Tiếp theo, nghĩa của từ ngữ. Bài tập số 3. Trong truyện Sơn Tinh Thủy Tinh, nhân vật Thủy Tinh còn được gọi là thần nước. Trong tiếng Việt, nhiều từ có yếu tố thủy cũng có nghĩa là nước. Tìm một số từ có yếu tố thủy được dùng theo nghĩa như vậy và giải thích ngắn gọn nghĩa của những từ đó. Như vậy, yêu cầu bài tập số 3 này đó là chúng ta sẽ tìm một số từ có cái yếu tố thủy được dùng theo nghĩa là nước, rồi sau đó chúng ta sẽ giải thích ngắn gọn nghĩa của những từ đó. Ví dụ như thủy điện là nguồn điện có được là từ năng lượng nước. Thủy triều là hiện tượng nước biển, nước sông lên xuống trong một chu kỳ thời gian phụ thuộc vào biến chuyển thiên văn. Thủy cung là khu vui chơi giải trí trong nhà mô phỏng cảnh đại dương với các loại sinh vật đại dương để du khách ngắm nhìn tham quan. Thủy thủ là người làm việc trên tàu thủy. Tiếp theo bài tập số 4, giải thích nghĩa của các thành ngữ sau: hô mưa gọi gió, oán nặng thù sâu. Trong mỗi thành ngữ, các từ ngữ được sắp xếp theo kiểu hô gọi, mưa gió, oán thù, nặng sâu. Hãy tìm thêm một số thành ngữ được tạo nên bằng cách tương tự. Như vậy, đầu tiên chúng ta sẽ giải thích các thành ngữ này. Rồi sau đó chúng ta sẽ tìm một số thành ngữ được tạo nên bằng cách tương tự, đó là các từ ngữ được sắp xếp theo kiểu hô gọi, mưa gió, oán thù, nặng sâu. Đầu tiên chúng ta sẽ giải thích nghĩa. Hô mưa gọi gió là dùng sức mạnh thần linh để triệu hồi sức mạnh thiên nhiên như mưa và gió. Oán nặng thù sâu, tức là có mối thù sâu nặng dai dẳng theo thời gian, không thể xóa bỏ. Một số thành ngữ khác
Ví dụ như là ăn cháo đá bát, đi sớm về khuya, cày sâu, cuốc bẫm. Như vậy ở đây chúng ta các từ ngữ được sắp xếp theo kiểu là ăn và đá, đi, về, cày, cuốc. Tiếp theo, biện pháp tu từ. Bài tập số 5, tìm những câu văn có sử dụng biện pháp tu từ điệp ngữ trong văn bản Sơn Tinh Thủy Tinh, Huỳnh Lý Kể và nêu tác dụng của biện pháp tu từ này. Như vậy chúng ta tìm những câu văn có sử dụng biện pháp tu từ điệp ngữ trong văn bản Sơn Tinh Thủy Tinh, Huỳnh Lý Kể. Thì có hai phép điệp từ. Phép điệp từ. Như vậy các câu văn có sử dụng biện pháp tu từ điệp ngữ trong văn bản Sơn Tinh Thủy Tinh đó là: hai chàng tâu hỏi đồ sắm lễ cần những gì, vua bảo 100 ván cơm nếp, 100 nệp bánh chưng, voi 9 ngà, gà 9 cựa, ngựa 9 hồng mao, mỗi thứ một đôi. Nước ngập ruộng đồng, nước tràn nhà cửa, nước dâng lên lưng đồi sườn núi, thành phong châu như nổi lềnh bềnh trong một biển nước. Tác dụng làm cho câu văn trở nên đầy đủ nội dung, sinh động và diễn tả được toàn bộ nội dung mà tác giả muốn diễn tả. Như vậy thì đến đây các em đã vừa cùng cô theo dõi môn ngữ văn lớp 6. Thì sau khi xem xong các em thấy thích, hãy chia sẻ mọi người cùng xem và đừng quên đăng ký kênh thầy Lim để được theo dõi những video tiếp theo nhé. Cô chúc em học tốt và chào tạm biệt các em.